Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học làm website WordPress dành cho người mới bắt đầu. Mình là Duy. Thì trong video này là mình sẽ hướng dẫn các bạn về nội dung phân biệt hai cái khái niệm, một là auto-hosted WordPress và self-hosted WordPress. Đây là hai khái niệm quan trọng mà chúng ta cần phải biết trước khi bước vào việc làm website. Đầu tiên, auto-hosted WordPress nó là cái việc mà bạn tạo và sử dụng website WordPress trên một cái hệ thống có sẵn. Ví dụ như là wordpress.com. Các bạn sẽ thấy WordPress.com là một trong những cái trang web nền tảng để tạo blog miễn phí. Ví dụ như là WordPress.com, rồi Blogspot, Blogger, rồi Medium, vân vân. Còn hay self-hosted WordPress nó là cái việc mà bạn tự tải cái mã nguồn WordPress từ cái trang chủ là wordpress.org về. Và sau đó các bạn cài đặt cái mã nguồn đó trên hosting từ A tới Z. Đó là self-hosted WordPress. Thì nội dung trong khóa học này mình sẽ hướng dẫn chi tiết với các bạn về self-hosted WordPress chứ không phải là auto-hosted nữa. Auto-hosted WordPress các bạn có thể tự trải nghiệm ở trên cái trang là wordpress.com. Các bạn chỉ việc là đăng ký tài khoản, sau đó các bạn tạo một cái blog miễn phí ở trên đó và chúng ta sử dụng thôi. Thì cái tên miền mà các bạn truy cập nó sẽ có cái dạng là như thế này. Ví dụ là tên của bạn ha, hay là mình có thể nói là ktcity chẳng hạn chấm wordpress.com, thì cái tên miền nó sẽ là dạng như thế này. Đây là cái tên miền cấp 2, tên miền phụ miễn phí. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể trả phí để mà mua tên miền và chúng ta trỏ cái tên miền về cái trang này. Tuy nhiên là các cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để mà xây dựng một cái website WordPress ở trên wordpress.com nó sẽ đắt đỏ hơn là cái việc các bạn tự mua hosting và các bạn tự động cài đặt mã nguồn WordPress và chúng ta cấu hình giao diện này nọ các kiểu và sử dụng. Đó thì ở trong khóa học này là mình chỉ nói về self-hosted thôi chứ không nói về auto-hosted. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.